ít thì nó gì? Nó mua chỉ là nó mua được vào trường, xong đến lúc nó ra trường được thì nó đi làm, thì nó từ chức bé nó lên chức to. Chứ còn không bao giờ không học mà tự nhiên vào đấy làm lại được, là không? Cái việc đó, việc của chúng nó. Việc của mình là hôm nay là đi cắt cát, là có đi đồ chung giống hay không, mà chưa cái gì. Thỉnh thoảng mình cũng bình luận của chúng nó tí. Trưa nay là mình vào trong đấy mình nướng gà mình xé. À, có nghĩa là bán cái cát nó không? Này có mà. Cái đẹp là vì làm sao nó rất đều. Đây nhỉ? Hoa đẹp chưa? Điện ăn màu vàng. Bọn nó bảo điện ăn màu xanh này là được lâu rồi. Rõ ràng được lâu mà nhìn nó sang trọng hơn. Sapa, Lào Cai, Yên Bái. Đẹp chưa? Tạm biệt. Tôi định bon chen lấy tí cho nó có mùi ra ba. Hết thì hết bệnh, không tí nó hết không khí rồi Sapa. Không đi thì không biết Sapa, đi rồi mới biết chẳng ra cái gì. Anh, thế? Cây mà nó làm. Sao các em còn có hứng nữa? Làm cái gì? Đấy là gỗ lũa. Còn dân tộc gì mà nó có búi một đống tóc trên đỉnh nhỉ? Dân tộc mèo kia là Thái à? Mông ừ, đấy kia, mông đấy, cái người kia là người Thái à? Người dưới sân khấu là người Thái đấy, đúng Thái tóc trên đầu, tóc trên đầu, tóc trên đầu. Mèo là cái bọn chân đất mà có lược trên đỉnh đầu ấy, đấy là Thái với Mông. Thái người nó hơi đẹp đấy, người nó cực đẹp luôn. Da trắng mịn, người cao. Cao sao nó không lụt như cái bọn người Mông như đâu. Còn người Mông là cái bọn người Trung Quốc ấy. Dân dân lùn tịt đi. Dân tay cho như bắp chuối. Tạm biệt Sapa, Lào Cai, em về Thái Nguyên. Có cái đứa đúng chân nó giống y cái bắp chuối. Em về với U em. Bởi vì là nói thì không phải là nói điều đâu, nhưng mà mua cái bộ váy về mà đi họp lớp chả mua. Đấy là do tạo hóa hết đấy. Đúng rồi, nó do khảo há nhân thì em ở Thái Nguyên đang ngoài trông cháu đây. Núi. Đi mấy ngày nhớ cháu lắm rồi. Nhớ cháu lắm rồi. Thì nó mới neo được. Chứ giờ đưa cho ông Hưng mà neo dốc. Lại đi mấy ngày về cháu không nhận ra bà thì chết. Ông đi dặn nó chưa? Ông chút có chứ. Ôi trời, cái thằng cu thứ hai ấy, thằng mấy tháng ấy, thao thức cả buổi tối hôm đấy, ông nó 10 giờ mới ông nó về, thế mẹ nó không ngủ, bà nó mẹ nó bảo là nó bế xuống để cho ông bế nó tí. Ông bảo nó thao thức đấy. Đúng rồi, nó cứ thao thức. Thấy ông bà đi nó thao thức. Ở trên này người ta có cái vòng dâu ấy. Đang live stream trực tiếp đi đón cho cái vòng dâu ấy, chỉ mua cho cái thằng cu thứ hai ấy, thằng cu bé ấy. Không, đeo trắng mất đi rồi. Đeo bà ngoại cũng mang cho đeo rồi. Thật đầy nhà. Vòng dâu thật đi chứ, nhưng mà nó làm đẹp lắm. Có gì về? Theo dõi ăn sáng. Cha hỏi các kiểu. Đúng rồi. Mẹ toàn thế thôi. Mẹ mày có khác gì là đặc tình, mày là cái dạng gọi là trinh sát. Cháu chỉ làm hộ thôi. Ủa, mày là trinh sát của mẹ. Mẹ chào hỏi các kiểu à? Biết. Mẹ là tông. Ấy là không đi được, có lý do. Ô, cái kia cáp treo đi đâu kia nhỉ, trên kia kìa. Chính mới về đâu về. Cái này đi ấy bác, cái này đi tàu ấy. Tàu hỏa lúc qua đi. À, tí nữa là mình xuống cái bản mà đây mình đang đi xuống bản đây. Đấy đúng nó đây. Nó thăm bản nó lại cho con lợn này này để đâu? Đi xuống bản làm con lợn cắp lách. Nó cho con lợn đi làm để đâu rồi? Đi ra rồi. Đây là đường. Thịt nó ra muốn thằng một đùi. Bạn cắt cát. Cát nó sỏi nó đổ được bê tông. Đây, con dở nó đứng ngồi chờ anh Trung à. Chờ đéo tao. Chờ đéo tao. Đúng bọn mông con này. Mông xịn đấy chứ. Ấy. Nó chỉ bảo anh là mông xịn đi còn gì nữa. Đó nó bảo thích mông, có mông mà thích kinh. Ba ơi. Ơi. Ba lý cơ mà. Ra không qua chén. Thế cũng ra thôi, lần này ăn chay từ nhà. Đây. Hôm qua đám Đức Anh có lên ngủ mấy đám Minh không? Có hả? Đấy.
không chén mới là na. Biết rồi cứ hỏi. Mỏi bây giờ nó lừ kha lừ khư. Đấy nha, xem được rồi nha. Lúc đấy là do mạng không ổn định thôi. Để đưa đây, đưa giả mẹ. Ổn định hay không đưa giả mẹ. Ui cua kìa. Thằng này dốt lắm, tao bảo là về phải linh bố mày. Bố mày mua cho một cái riêng. Mẹ không mua cho này. Mẹ mày bao giờ thải ra bố mày mới còn được dùng cơ mà. Bao giờ bố mày thải ra mày mới được dùng con ạ. Đấy thải ra được cái đấy. Con Thu mất rồi thì giờ chỉ có Tèo. À, thế rồi. Cô Thu à? Để cô Thu rồi. Cô Thu thì nghiêm thì cho tạch luôn. Để cô Thu rồi thôi. Ôi trời, mấy cái thằng sĩ mang điện thoại đến lớp thì cô Thu không trả. Chưa vào cấp 3 đã quán gió. Đi tướng quán gió nhỉ? Quán gió Sapa. Ở đây thì có phải gió suốt. Đây không gió rồi chưa nói là. Đây có mà mát nư luôn. Bạn này là đợt ní lâu không đến xong rồi chụp ảnh đấy gì? Không, tôi đi vào sâu nữa cơ. Thế nghĩa là cũng qua đây. Có phải đi đường này, đi đường rẽ lúc lấy. Tao có vào nhà mày đâu mà mày chỉ. Chó biết gì? Hợp lão thiệt. Ơ dạ. Có con lạc đà. Quê là quần áo. Chơi, kinh chê là quần áo. Quần áo này, ơi, làm mấy bộ váy này. Quần áo này là con quê.